Power Rangers. Với một lịch sử lâu đời kéo dài suốt từ những năm 1993 tới nay, thương hiệu phim này đã trải qua 4 thời kỳ và sang tên tới 3 đời chủ sở hữu. Những lần sang tên đổi chủ ấy đồng thời cũng kéo theo một hệ quả khiến cho một vài dự án tương đối tiềm năng của Power Rangers bị bỏ ngỏ một cách đáng tiếc và chỉ mãi nằm trên những bản thảo. Hôm nay, hãy cùng RTK Media chúng mình tìm hiểu về một dự định táo bạo, đồ sộ của Saban Brands đã bị lãng quên. Đó là dự án Power Rangers Hexagon. Bài viết này được tham khảo nội dung từ Power Rangers Fandom Wiki, Power Rangers Fan Club in Việt Nam, cùng một số trang báo nước ngoài có uy tín khác. Giờ không để mất thêm thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng đón xem nhé! Đầu tiên, trước khi đi sâu và tìm hiểu chi tiết dự án này, hãy cùng chúng mình điểm qua thông tin sơ lược nhất của nó nhé! Power Rangers Hexagon hay Project Hexagon là một kế hoạch được lên ý tưởng bởi Amit Bowmick cho season thứ 11, được chuyển thể từ series Ninpu Sentai Hurricanger của Nhật Bản, nhưng bị hủy bỏ giữa chừng và sau này được Disney lên ý tưởng mới để sản xuất trở thành Power Rangers Ninja Storm. Dự án này được dự chủ kế hoạch sẽ tiếp nối một vài sự kiện và ý tưởng từ tập phim Team Up Forever Red của Power Rangers Wild Force và sẽ trực tiếp liên kết tất cả những bộ Power Rangers từ Mighty Morphin cho tới thời điểm đó. Giống như cách mà Power Rangers in Space đã kết nối sự kiện 5 phần phim Power Rangers đầu tiên lại với nhau, nhưng Hexagon sẽ còn vô tiền khoáng hậu và ở một tầm quy mô còn to lớn hơn như thế rất nhiều. Giờ hãy cùng chúng mình bước vào tìm hiểu giai đoạn tiền kỳ sản xuất của bộ phim về cách mà Amit Bowmick đã chuẩn bị ra sao để cố gắng biến ý tưởng đầy táo bạo này của bản thân trở thành sự thật nhất. Nhắc lại một chút về sự kiện xảy ra trong tập phim Forever Red. Đây là thời điểm mà Tommy Oliver đã nghỉ hưu không làm Power Rangers nữa. Nhưng tàn dư của The Machine Empire, tướng quân Vengix và đồng bọn đã xây dựng khu căn cứ địa trên mặt trăng, lên kế hoạch tìm kiếm cỗ máy hủy diệt Serpentera để một lần nữa tấn công đe dọa an nguy của trái đất và cả vũ trụ, buộc cho Andross phải một lần nữa tập hợp toàn bộ 10 Red Ranger đã từng chiến đấu trở về, bao gồm cả Tommy, để mở một cuộc tập kích lên mặt trăng, tiêu diệt toàn bộ đám tàn dư này để ngăn chặn âm mưu thôn tính trái đất của chúng. Cũng chính ở tập phim này, không chỉ qua những lời tán dương từ đồng đội mà ngay chính bản thân của Tommy Oliver đã chứng minh được cho người xem rằng anh xứng đáng là một huyền thoại có 102 của Power Rangers, là người với đầy đủ những tư chất lãnh đạo cần thiết để dẫn đầu các Rangers. Không chỉ vậy, qua tập phim Reinforcement from the Future, Team Up the Power Rangers Time Force và Power Rangers Wild Force, Wes đã khẳng định với Cole rằng vẫn còn những Rangers khác ngoài kia đang cùng chiến đấu vì một mục tiêu chung. Và dường như qua tập phim Forever Red ta có thể thấy rõ, các Ranger trên trái đất đều đã biết rất rõ danh tính của nhau và có những tương tác qua lại nhất định. Từ đó, một ý tưởng thú vị đã lóe lên trong đầu Amit Bowmick. Ông muốn xây dựng một series phim xoay quanh một cựu Ranger đã nghỉ hưu, lãnh đạo một nhóm các Rangers tinh nhuệ do anh lựa chọn để chiến đấu. Sau khi đã lên được một ý tưởng gốc rễ, Amit Bowmick đã cẩn thận nghiên cứu chuyển thể Ninpu Sentai Hurricanger cho season Power Rangers thứ 11 này, hoàn thiện kịch bản và bắt đầu xây dựng kế hoạch sản xuất bộ phim. Địa điểm quay phim dự kiến vẫn sẽ diễn ra ở Los Angeles, chứ không phải ở New Zealand như Power Rangers Ninja Storm, cũng như bất kỳ phần phim Power Rangers nào khác dưới kỳ Disney và Neil Saban. Và giờ, ta sẽ cùng nhau tìm hiểu chi tiết nội dung phim, xem liệu rằng với một ý tưởng liều lĩnh, táo bạo vô tiền khoáng hậu như vậy, Amit sẽ xây dựng nội dung phim ra sao, dựa trên những nguồn tư liệu sẵn có từ Hurricanger nhé. Power Rangers Hexagon hay Project Hexagon được cho là sẽ lấy ý tưởng xoay quanh một tổ chức phi chính phủ, nơi quy tụ và thống nhất toàn bộ các nhóm Power Rangers tính từ Mighty Morphin Power Rangers cho tới Power Rangers Wild Force, được đứng đầu dẫn dắt bởi một Ranger kỳ cựu đã nghỉ hưu, Tommy Oliver. Vai trò của anh sẽ gần như tương tự với Zordon of Altar trong Mighty Morphin Power Rangers hay Captain Michelle trong Power Rangers Lightspeed Rescue. Lý do không chỉ bởi Tommy là một Ranger kỳ cựu, đã từng chiến đấu dưới nhiều cương vị khác nhau, đương đầu với hàng loạt những đế chế lớn nhỏ máu mặt, mà còn bởi anh là người nắm giữ liên kết tới rất nhiều các Rangers khác, là một người có được sự nể trọng và tín nhiệm rất cao từ các đồng đội. Không chỉ vậy, một vài câu thoại được Tommy sử dụng trong Forever Red như I was hoping this day would never come. Hoặc I guess it's time to say goodbye again. May the power protect you all. Đều là những câu cửa miệng được Zordon từng sử dụng. Đây có thể coi như một Easter egg cho việc hé lộ một vai trò mới của Tommy trong câu chuyện của các Power Rangers, rằng anh sẽ nối bước con đường của Zordon, trở thành người dẫn dắt các Rangers khác. Tạo hình của Tommy ở phần phim này dự định sẽ có thay đổi tương đối nhiều, không còn là mái tóc búi như xưa nữa, mà sẽ chỉnh tề, già dặn hơn, ra dáng một quan chức liên bang. Cái tên Hexagon này
là để miêu tả trụ sở căn cứ chính của các Power Rangers nơi đây. Một phiên bản khổng lồ, to lớn hơn Command Center của Zordon trước kia. Một pháo đài bất khả xâm phạm, được bảo vệ nghiêm ngặt bởi hàng loạt các Rangers, ngăn không cho những thế lực tà ác trên khắp vũ trụ nhằm nhè đe dọa tới an nguy trái đất. Đây là một khu căn cứ điểm công khai, được lấy cảm hứng từ Lầu Năm Góc, trụ sở của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ. Giống như việc Lầu Năm Góc là biểu tượng của quân đội Mỹ, căn cứ Hexagon có 6 mặt, đại diện cho đội hình 6 thành viên của hầu hết các chiến đội Power Rangers thời điểm đó. Phần phim này sẽ không xoáy sâu vào các thế lực phản diện. Ngược lại, vị thế của các nhân vật chính diện, cụ thể ở đây là các Rangers, sẽ được nâng tầm nhiều hơn, cho thấy đây là một tổ chức hùng mạnh, to lớn cả về tiềm lực quân sự, sức mạnh cho tới cơ sở hạ tầng. Giờ là dàn nhân vật chủ đề của bộ phim. Như đã nói ở trên, vì phim sẽ chuyển thể trực tiếp từ Nimbus Sentai Hurricanger, nên chắc hẳn rằng đội hình của các chiến binh góp mặt chính trong phần phim này cũng sẽ phải dựa trên nguyên tắc gốc của bên Sentai, một đội hình khởi đầu 3 thành viên với sắc phục lần lượt là đỏ, xanh và vàng. Nhóm 3 chiến binh này sẽ là những tân binh trẻ tuổi của Hexagon, sử dụng loại sức mạnh của các ninja, được cho là tiếp nhận từ quyền năng của Ninja. Ở đây, để dễ hình dung, mình sẽ tạm gọi 3 chiến binh đó là Red Ninja Ranger, Blue Ninja Ranger và Yellow Ninja Ranger. Ba người bọn họ sẽ được Tommy phái đi thực hiện nhiệm vụ trấn áp các thế lực phản diện rải rác trên khắp các địa điểm thuộc vũ trụ Power Rangers như Silver Hills, Marina Bay, Angel Grove hay thậm chí là cả Arquitar, Mirinoi và KO-35, chứ không chỉ gói gọn ở phạm vi một vài thành phố hoặc nội bộ trái đất. Và để có thể đi tới những địa điểm đó, Joel, Green Lightspeed Ranger, sẽ giúp ba người bạn trẻ vận hành chiếc phi cơ tàng hình của Hexagon để di chuyển. Và tất nhiên, không chỉ có ba người bạn này, các nhóm Rangers khác cũng sẽ đều thực thi những nhiệm vụ tương tự dưới sự chỉ huy của đầu não Hexagon, dưới quyền của Tommy Oliver, tạo thành một mạng lưới các Power Rangers rộng khắp vũ trụ. Còn về thế lực phản diện xuất hiện trong phim, sẽ là một dàn phản diện vô cùng đa dạng, không đồng nhất, nhiều phe phái, quy tụ cả những ác nhân cũ đã từng góp mặt trong những phần phim trước như là Scorpina, Lockhart, Prince Gaskus, những kẻ vốn chưa bị các Power Rangers tiêu diệt trước đó. Và chính bởi lẽ đó, dựa trên sự đa dạng từ các Jakuntra, được chỉ huy bởi 7 giáo đầu bóng tối, thì những tên quái vật xuất hiện trong Power Ranger Hexagon cũng sẽ thuộc nhiều phe phản diện khác nhau. Ví dụ như những tên quái vật dạng robot sẽ thuộc Machine Empire do Prince Gaskus lãnh đạo. Còn những quái vật có tính hữu cơ hơn thì sẽ nằm trong hàng ngũ của Scorpina hoặc bất kỳ nhóm phản diện nào được góp mặt trong phim. Và tất nhiên, có anh hùng thì sẽ có phản anh hùng. Trong Hurricanger vẫn còn một nhóm Shenshi khác được xây dựng để đứng đối nghịch chiến tuyến vào giai đoạn đầu xuất hiện, đó chính là Gold Ranger. Ở phiên bản Hexagon, mình sẽ tạm gọi họ là các Bitter Rangers, bao gồm Crimson Ranger và Navy Ranger. Đây sẽ là hai chiến binh hoạt động bên ngoài mạng lưới quản lý của Hexagon, phản đối chế độ độc tài khi mọi quyền lực tối cao nhất đặt dưới sự chỉ đạo của Tommy Oliver, không để cho các Rangers có quyền được tự hoạt động riêng lẻ. Phim sẽ là cuộc giao tranh giữa ba Ninja Ranger trẻ tuổi bên phe Hexagon và hai Bitter Ranger ngoại đạo, là một cuộc nội chiến giữa các Ranger khi họ phải đối đầu với nhau bởi sự xung đột trong tư tưởng chiến đấu, chứ không phải bởi bất kỳ sự chi phối tâm trí hay tẩy não nào tới từ các phe phản diện, cũng giống như cách mà Marvel đã xây dựng lên Civil War. Ngoài ra, với truyền thống mỗi season Power Rangers đều có ít nhất hai thành viên nữ, Amit Bomik dự kiến cũng sẽ định bổ sung thêm một thành viên nữ cho nhóm Bitter Ranger. Chia sẻ trên Tumblr của mình, ông dự định sẽ tạo ra một Rangers riêng cho phiên bản Mỹ. Nếu Crimson Ranger là đỏ thẫm, Navy Ranger là xanh thẫm, thì Bitter Ranger thứ ba sẽ có màu vàng thẫm để đối nghịch với ba Ninja Ranger trẻ tuổi bên phía tổ chức Hexagon. Không biết đây có phải là một sự trùng hợp không khi mà ý tưởng này về sau đã được sử dụng cho Jakan Yellow, hay còn gọi là Tento Ranger, thành viên thứ ba của Gold Ranger trong tập 7 của Hikonin Sentai Akiba Ranger Season 2. Trong tập này, Tento Ranger đã biến Gold Ranger thành Jakanger, đưa họ thành Jakan Red và Jakan Blue. Và giờ đây, phe Jakanja có 10 ngọn dao bóng tối thay vì 7 như chúng ta thường biết. Tất nhiên, có những Ranger thuộc tổ chức Hexagon thì cũng sẽ có cả những Ranger đứng đằng sau hậu thuẫn hai Bitter Ranger ngoại đạo, tạm gọi là nhóm Andy Hexagon Rangers. Nên dù rằng phim có xoay quanh 5 nhân vật chủ đề chính thì vẫn sẽ có rất nhiều sự góp mặt của các Rangers tiền nhiệm. Đặc biệt hơn cả, khả năng rất cao người đứng ở phía đối nghịch chiến tuyến với Tommy Oliver, người điều hành các Anti-Hexagon Rangers sẽ chính là Jason Lee Scott, Red Ranger đầu tiên, người mang nhiều nét tính cách đối lập với Tommy, cũng là một con người dày dặn kinh nghiệm và kỹ năng lãnh đạo hơn bất kỳ ai. Điều này được khẳng định rõ hơn khi trong tập Forever Red, Jason đã dành nhiều năm sống tách biệt với xã hội kể từ lần cuối cùng xuất hiện chiến đấu cùng các đồng đội. Ở thời điểm góp mặt trong Power Rangers Zeo,
Anh thậm chí còn lang thang giữa sa mạc với tấm khăn choàng và chiếc kính râm, nhìn vào như thể một kẻ đang chạy trốn pháp luật. Thậm chí ngay cả Tommy còn không có cách nào để liên lạc với anh cả. Vậy điều này có ngầm khẳng định rằng có một mâu thuẫn nào đó giữa Tommy và Jason? Không dừng lại ở đó, ngay khi xuất hiện ở trạm không gian The Seder, Jason cũng đã nói rằng anh có thể nhận rõ mặt một số người trong nhóm các Red Ranger. Vậy nếu chi tiết này không chỉ để ám chỉ riêng Tommy, có lẽ nào Jason đã tự thiết lập một vài mối quan hệ với các Rangers khác để xây dựng một đế chế riêng cho mình? Harry Ranger và Gold Ranger đều đã có kế hoạch được đưa vào phim. Vậy sẽ thật là thiếu sót nếu như không nhắc tới Shuriken-ger. Bước vào Project Hexagon, anh được dự định sẽ trở thành một Green Ranger huyền thoại. Một Ranger hùng mạnh nhất được tạo ra là chùm phản diện cuối của cả bộ phim, buộc các Ranger phải đoàn kết lại để chiến đấu. Và vai trò này sẽ trao vào tay không ai khác, chính là Tommy Oliver. Amit chia sẻ, bộ trang phục với giáp ngực vàng kim là quá đủ để chúng ta gợi liên tưởng tới Mighty Morphin Green Ranger của Tommy rồi. Tommy đã bén duyên với Green Ranger kể từ Mighty Morphin Power Rangers cho tới ngày nay. Miniseries về Green Ranger vẫn luôn là năm tập phim Power Rangers cuốn hút và căng thẳng nhất. Với việc giao trọng trách Green Samurai Ranger mới vào tay Tommy, người xem sẽ được thấy anh thường xuyên xuất hiện, sánh vai cùng các Ranger trẻ tuổi, cũng như có thể chứng kiến cuộc tỉ thí mãn nhãn giữa Tommy và Jason một lần nữa. Chính bởi việc nắm quá nhiều quyền lực trong tay, cùng sự lạm dụng và quan liêu, Tommy đã đẩy mọi chuyện đi xa vượt tầm kiểm soát. Các Ranger sẽ buộc phải đồng lòng với nhau để hạ bệ Tommy, khiến anh phải nhận ra những sai lầm của mình, giải thể tổ chức Hexagon, đưa mọi việc trở lại quỹ đạo ban đầu, đưa các nhóm Rangers quay về quản lý những khu vực riêng của họ trên khắp vũ trụ. Với ý tưởng độc lạ này, Power Rangers sẽ chính thức có một cái kết thực sự trọn vẹn cho tất cả 11 phần phim trải dài từ Mighty Morphin Power Rangers, kết lại một thập kỷ đáng nhớ, giải quyết những vấn đề còn đang vướng mắc, cũng như mở ra một kỷ nguyên mới cho Power Rangers bắt đầu từ season 12 trở đi. Tuy vậy, thân phận và vai trò của Green Ranger huyền thoại này vẫn còn là một ẩn số khi Ranger Cast lại công bố theo kịch bản gốc, Green Ranger là một nhân vật hoàn toàn khác có tên là Derek. Anh là một Ranger hoạt động ngầm với khả năng thay đổi nhận diện tùy vào tổ chức mà anh tham gia. Điều này cũng khá hợp lý với hai hình dạng Shuriken Mode và Fire Mode của Shuriken-ger. Nhưng dù thân phận của Green Ranger có là ai đi chăng nữa, thì khi xét chung tổng thể của bộ phim, từ nội dung cho tới nhân vật, phim sẽ có tiềm năng giúp giải quyết được rất nhiều những vấn đề còn tồn đọng lại của các season Power Rangers trước đó và giúp cho mạch liên kết giữa các series trở nên chặt chẽ hơn, tạo tiền đề cho những màn crossover quy mô lớn sau này. Một dự án táo bạo đầy tiềm năng phải nằm trong tay một nhà sản xuất thực sự có tầm thì mới có thể biến nó trở thành sự thật được. Đáng tiếc thay, Sabin lại không phải một cái tên đủ máu mặt như vậy. Project Hexagon được sinh ra trong giai đoạn vô cùng khó khăn, quyết định sự tồn vong của Power Rangers. Phim phải phụ thuộc rất nhiều vào yếu tố diễn viên, rằng liệu họ có thể sắp xếp lịch trình để góp mặt hay không, và liệu nhà sản xuất có đủ kinh phí để mời về từng ấy diễn viên cho một dự án quy mô và dài hơi như vậy hay không. Điều này khiến cho biên kịch rất khó để đảm bảo được sự thống nhất mạch phim, cũng như khiến cho việc sản xuất đồ chơi ăn theo trở nên khó khăn, và rất nhiều những yếu tố phát sinh khác. Ngoài ra, mặc dù ý tưởng rất xuất sắc, rất gay cấn, nhưng cũng cực kỳ mạo hiểm khi mà nó lại thay đổi cách nhìn của người xem về Power Rangers từ trước đến nay. Như chúng ta đã biết, dòng phim Power Rangers luôn là câu chuyện về những thanh thiếu niên trẻ cùng nhau chiến đấu vì hòa bình nhân loại. Việc đưa đến một cuộc nội chiến giữa các Rangers vì lý tưởng cá nhân là một ý tưởng hay, nhưng thành công hay không lại là một điều rất khó nói. Ví dụ như phía người anh em Super Sentai cũng đã từng có rất nhiều thử nghiệm phá cách, song kết quả thu về lại không được như mong đợi, ví dụ như Go-Busters, Q-Ranger hay Lupin Ranger vs. Bat Ranger. Sau thời điểm Power Rangers War Force công chiếu, Fox Family đã ở trong giai đoạn hoạt động không tốt như mong đợi, dẫn tới sự thua lỗ cho cả Fox và Saban, đem tới khoản nợ lên tới 350 triệu đô, đồng thời cũng khiến cho cổ phiếu của Saban sụt giảm trầm trọng. Tình hình này đã khiến cho Saban và Fox phải nghĩ tới việc bán đi Fox Family cho bên thứ ba, và chính Disney đã ra thỏa thuận mua lại Fox Family Worldwide và toàn bộ sở hữu trí tuệ của Saban với giá khoảng 3,2 tỷ đô vào năm 2001. Dự án Hexagon cũng theo đó mà tan vào dĩ vãng khi Disney quyết định thay đổi hầu hết toàn bộ dàn diễn viên, cốt truyện của phim, đồng thời chuyển phim trường từ Los Angeles về New Zealand. Bản chuyển thể chính thức của Nimpu Sentai Hurricanger sau đó được biết tới với cái tên Power Rangers Ninja Storm mà chúng ta đang xem hiện nay. Sự lụi tàn của dự án Hexagon khi đó đã để lại cho fan muôn vàn tiếc nuối, bởi lẽ nếu như dự án này được thành hình,
Power Rangers sẽ thực sự có thể được nâng tầm, thoát khỏi cái mác phim giải trí đơn thuần dành cho trẻ em, đủ sức tự tin sánh vai với các thương hiệu siêu anh hùng đỉnh đám khác. Liệu rằng sẽ có một Hexagon Project thứ 2 trong tương lai? Amit cho rằng đây là điều không thể, ông chia sẻ. Ý tưởng này đòi hỏi phải có hai nhóm Rangers trong cùng một season như Hurricanger. Quan trọng hơn là tính thời điểm của bộ phim, khi Power Rangers chỉ mới trôi qua một thập kỷ. Còn hiện tại, thời gian trôi qua đã quá dài để có thể đảm bảo cho các diễn viên cũ cùng trở lại góp mặt. Còn chưa kể tới việc các diễn viên lớn tuổi sẽ không bao giờ có thể trở lại diễn xuất được nữa. Power Rangers Hexagon là một ý tưởng quá điên rồ, quá táo bạo và quá thức thời. Bởi nếu ra mắt vào năm 2003, sẽ vẫn còn có đủ lượng khán giả trưởng thành cùng Power Rangers sẵn sàng đón xem những diễn biến hấp dẫn của dự án này. Còn giờ đây, phần lớn những khán giả ấy này đã già, những thế hệ người xem mới đã thế chỗ. Sẽ không còn ai trong số họ muốn bỏ thời gian và đam mê ra để theo dõi hành trình của các Power Rangers khi xưa nữa. Thời thế đã thay đổi, con người cũng đã thay đổi. Mọi thứ sẽ không còn phù hợp để cho Hexagon được thêm một lần vận hành nữa. Power Rangers vốn dĩ tồn tại được tới gần 3 thập kỷ cũng đã là một kỳ tích, khi chất lượng của phim ngày một giảm xuống, khi các nhà sản xuất không còn mấy mặn mà với thương hiệu này, kéo theo đó là lượng fan cũng đã suy giảm đáng kể. Ở thời điểm những năm ấy, nền tảng gắn kết một vũ trụ Power Rangers thống nhất vẫn còn đủ vững chắc, đủ thuyết phục và đủ tiềm năng. Nhưng giờ đây, Power Rangers đã không còn là những gì mà chúng ta từng biết. Chạy theo tiến trình liên tục khởi động và thay mới hàng năm của Super Sentai, Power Rangers cũng phải có những bước chuyển mình tương tự để phù hợp với thị hiếu khán giả trẻ tuổi hơn. Sau cùng, đây vẫn chỉ là loạt phim dành cho độ tuổi thiếu nhi. Và dù những fan trung thành của loạt phim có luyến tiếc, Hexagon mãi mãi vẫn chỉ là một dự án tiềm năng nhưng không gặp thời để phất cánh. Xong, với những nỗ lực hiện tại của Boom Studios, với Mighty Morphin Power Rangers Comics và đại sự kiện Shatter Grid, ít nhất những fan trung thành của loạt phim vẫn có thể có cơ hội được chứng kiến một đa vũ trụ liên kết toàn bộ các Power Rangers, một cuộc đại chiến giữa những người hùng bảo vệ nhân loại, một Tommy Oliver tàn ác đã sa ngã, và đặc biệt hơn cả là một câu chuyện u tối, căng thẳng theo đúng ý mà chúng ta từng mong đợi. Trên đây là video của chúng mình về Power Rangers Hexagon, một dự án đầy tiềm năng đã bị bỏ ngỏ. Cảm ơn các bạn đã đón xem. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Annette đã tất cả phong ấn. Mày là cuối cùng. Joker! Tôi và mày là chiến đấu để hiểu nhau.